Kinh văn: A nan thường đẳng giai thị, bỉ chư chúng sanh tự nghiệp sở cảm tạo thập tập nhân thọ lục giao báo. Việt dịch: A nan, những điều như thế đều do nghiệp báo của các chúng sinh kia tự chiêu cảm lấy, như gây ra 10 tập nhân phải chịu 6 giao báo. Giảng giải: A nan, những điều như thế đều do nghiệp báo của các chúng sinh kia tự chiêu cảm lấy, do khởi vọng tưởng tạo nghiệp và phải chịu quả báo, như gây ra 10 tập nhân phải chịu 6 giao báo, quả báo thì không bao giờ dứt. Kinh văn: Vân hà thập nhân, A nan nhất giả, dâm tập giao tiếp, phát ư tương ma, nghiên ma bất hưu, như thị cố hữu, đại mãnh hỏa quang, ư trung phát động, như nhân dĩ thủ, tự tướng ma xúc, noãn tương hiện tiền. Việt dịch: Thế nào là 10 tập nhân, A nan? Một là quán tập dâm dục, giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ sát nhau, cọ sát mãi không thôi, như vậy nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên. Ví như người ta lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra. Giảng giải: Thế nào là 10 tập nhân, A nan? Ta sẽ giảng cho ông. Một là quán tập dâm dục, đó là thói quen hành dâm giữa nam và nữ không dứt được, họ giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ sát nhau, cọ sát mãi không thôi, như vậy nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên. Ngọn lửa phát sinh từ chính họ do sự vận động, ví như người ta lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra. Kinh văn: Nhị tập tướng nhiên, cố hữu thiết sàng, đồng trụ trừ sự. Việt dịch: Hai tập khí bức bách lẫn nhau nên có những việc giường sắt cột đồng. Giảng giải: Hai tập khí dâm dục, từ đời trước quá khứ chưa dứt trừ, đến đời hiện tại tập khí ấy càng thêm tăng trưởng. Do hai tập khí ấy bức bách lẫn nhau nên có những việc giường sắt cột đồng. Giường sắt cột đồng là những từ đặc biệt của địa ngục, do nghiệp dâm dục quá nặng nên phải chịu đựng sự thiêu đốt như vậy. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết như lai, sắc mục hành dâm, đồng danh dục hỏa, Bồ Tát kiến dục như tị hỏa khanh. Việc dịch: Thế nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét việc dâm dục cũng gọi là lửa dục, Bồ Tát đối với dâm dục thì tránh như hầm lửa. Giảng giải: Thế nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét việc dâm dục cũng gọi là lửa dục, các Như Lai nhắn nhủ lửa dục dễ dàng đốt cháy thân người, Bồ Tát đối với dâm dục thì tránh như hầm lửa, các vị ấy tránh xa dâm dục như xa lánh hầm lửa. Quý vị chắc không có thấy hầm lửa và nhảy bổ vào đấy, các Bồ Tát xa lánh việc dâm dục, họ cũng chẳng nghĩ đến điều ấy. Kinh văn: Nhị giả, tham tập giao kế, phát ư tướng hấp, hấp lãng bất chỉ, như thị cố hữu, tích hàn kiên băng, ư trung đống liệt, như nhân dĩ khẩu, hấp xúc phong khí, hữu lãnh xúc sạch. Việt dịch: Hai là tập quán tham lam, so đó hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá cứng, làm cho nứt nẻ, ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm xúc lạnh. Giảng giải: Hai là tập quán tham lam, so đó hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau. Tham lam như một loại nam châm, nó có sức hút các vật đồng loại, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Lòng tham con người không bao giờ dừng, lúc nào cũng cố gắng tìm cách tích tập cho riêng mình. Khi lòng tham quá mạnh như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá cứng, làm cho nứt nẻ, đấy là cảm giác lạnh giá. Ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm xúc lạnh. Kinh văn: Nhị tập tướng lăng, cố hữu cha cha, ba ba la la, thành xích bạch liên, hàn băng đẳng sự, thị cố thập phương nhất thiết như lai, sắc mục đa cầu, đồng danh tham thủy, Bồ Tát kiến tham như tị chướng hải. Việt dịch: Hai tập khí lấn nhau nên có những sự cha cha, ba ba la la, thanh liên xích liên, bạch liên hàn băng. Vậy nên các đức Như Lai trong mười phương nhận xét việc tham cầu quá nhiều cũng gọi là nước tham, Bồ Tát đối với lòng tham tránh như biển động. Giảng giải: Hai tập khí, lòng tham từ quá khứ và lòng tham trong đời hiện tại lấn nhau, tức tập khí tham lam chiếm đoạt lấy nhau, nên có những sự cha cha, ba ba la la,
các tội nhân phải chịu đựng khổ sở nơi địa ngục lạnh rất khắc nghiệt. Các từ cha cha ba ba la la diễn tả tiếng rên rỉ run rẩy vì lạnh cóng. Thanh liên xích liên bạch liên hàn băng, chỉ những hình dáng băng giá trong địa ngục mà các chúng sinh phải chịu đựng. Kinh văn: Tam giả mạn tập giao lăng, phát ư tường thịnh trì lưu bất tức, như thị cố hữu đẳng giật bôn ba tích ba vì thủy, như nhân khẩu thiệt tự tướng miền vị nhân nhi thủy phát. Việt dịch: Ba là tập quán ngã mạn lấn lướt lẫn nhau phát sinh ỷ thế với nhau, rong ruổi không thôi. Như thế để có sự bôn ba sôi nổi trở lại thành nước, như có người miệng lưỡi từ chép làm nước bọt chảy ra. Giảng giải ba là tập quán ngã mạn lấn lướt lẫn nhau. Ngã mạn là kiêu căng tự phụ, người ngã mạn cứ nghĩ là mình hơn người, do suy nghĩ như thế nên phát sinh ỷ thế với nhau. Họ nhìn người khác và rong ruổi không thôi, như thế nên có sự bôn ba sôi nổi chứa lại thành nước. Đấy là những nước dầu sôi bỏng nơi địa ngục, những như có người miệng lưỡi tự chép làm nước bọt chảy ra, tự chép miếng ắt sinh ra nước bọt. Kinh văn: Nhị tập tướng cổ cố hữu huyết hà, khôi hà nhẹ xa độc hải dung độc quán thôn trừ sự. Việt dịch: Hai tập ký trọi nhau nên có việc sâu huyết, sâu cho các nóng biển độc, bắt uống nước đồng chảy. Giảng giải: Hai tập ký trọi nhau, sự kiêu căng tích tập trong quá khứ, đến đời hiện tại thành tự ngã, nên có việc nhiều loại địa ngục khác nhau, như địa ngục sông huyết, địa ngục sông cho, địa ngục cát nóng, địa ngục biển độc, địa ngục hành hình tội nhân, bằng cách bắt uống nước đồng chảy. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục ngã mạn, danh ẩm xì thủy, Bồ Tát kiến mạn như tị cự nịch. Việt dịch: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét lòng ngã mạn cùng gọi là uống nước si mê. Bồ Tát đối với ngã mạn tránh xa như vực lớn. Giảng giải: Vực lớn chỉ là biển to sóng lớn, xa vào đấy thì khó bẻ thoát khỏi, thế nên phải tránh xa nơi nguy hiểm ấy. Kinh văn: Tứ giả sân tập giao xung, phát ư tướng ngỗ, ngỗ kết bất tức, tâm nhiệt phát hỏa, chú khí vi kim như thị cố hữu, đao sơn thiết quyết, kiếm thụ kiếm luân, phủ việt thương cứ, như nhân hàm van sát khí phi động. Việt dịch: Bốn là tập khí nóng giận xung đột với nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi, tâm nổi nóng phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc, vì thế nên có núi đao, gậy sắt, cây gươm, bánh xe gươm, những búa cưa thương, ví như có người bị hàn va thì sát khí nổi lên. Giảng giải: Bốn là tập khí nóng giận xung đột với nhau, xung đột là đôi bên có mâu thuẫn, thách thức, muốn hại nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi, tâm nổi nóng phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc, tâm người đó nóng lên, mặc tình cho lửa vô minh thiêu đốt, khí lực ấy bị thiêu đốt rất mạnh mẽ, đến biến thành kim thuộc. Vì thế nên có núi đao, có địa ngục gậy sắt, địa ngục cây gươm, địa ngục bánh xe gươm và những búa cưa thương cùng các hình phạt tương tự khác. Ví như có người bị hàm oan phải mang lấy mối căm tức dữ dội thì sát khí nổi lên, muốn diệt cho được đối phương. Kinh văn: Nhị tập tướng kích cố hữu cùng cát, chàng trước tỏa thích trì kích trừ sự. Việt dịch: Hai tập khí đập nhau nên có các việc thiến chặt dùi đâm đập đánh. Giảng giải: Hai tập khí sự thù ghét trong quá khứ và hiện tại đập nhau nên có các việc thiến. Đây là một loại địa ngục, chặt giết chết, dùi làm cho tay chân tàn phế, đâm đập đánh đều là những hình phạt nơi địa ngục. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục sơn nhuế, danh lợi đào kiếm, Bồ Tát kiến dân như tị chu lục. Việt dịch: Vậy nên các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự nóng giận cùng gọi là dao gươm bén. Bồ Tát đối với lòng nóng giận thì tránh như lánh, chém giết. Giảng giải: Vậy nên các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự nóng giận cùng gọi là dao gươm bén. Lòng nóng giận như thanh gươm sắc bén. Bồ Tát đối với lòng nóng giận thì tránh như lánh, chém giết. Bồ Tát xem lòng nóng giận và thù hằn như giết hại con người. Kinh văn: Ngũ giả trá tập giao dụ, phát ư tường điệu, dẫn khởi bất trụ, như thị cố hữu,
Thằng Mộc giảng hiệu như thủy xâm điển, thảo mộc sanh trường. Việt dịch, năm là tập quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát sinh đôi kéo nhau dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc. Ví như nước thấm vào ruộng thì có cây lớn lên. Giảng giải, năm là tập quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo nhau. Giả dối là không thực lòng, dụ dỗ tìm cách dối cả để người khác theo mình. Khi bạn lừa tôi thì tôi cũng nghĩ cách lừa bạn, dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc. Dẫn dắt hàm ý dùng thủ đoạn dối trá. Dây, cây là những vật dụng làm thành cái giá treo người. Đây là một loại địa ngục. Ví như nước thấm vào ruộng thì có cây lớn lên. Chính sự dối trá hình thành và phát triển những cây, dây cây trong địa ngục. Kinh văn. Nhị tập tương duyên, cố hữu nữ giới, gia tỏa tiền trượng, qua bổng trừ sự. Việt dịch, hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông cùng xiềng xích, roi gậy, qua bổng. Giảng giải. Hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông cùng, tập khí dối trái tích tập từ quá khứ, kéo dài đến đời hiện tại vẫn còn là giả dối. Gông cùng là những hình cụ, những cũng như xiềng xích vậy. Khi bị xiềng xích trói buộc thì không còn hoạt động tự do được. Chẳng những thế, người ấy còn bị đánh đập bằng những roi, gậy, qua, bồng. Tại sao họ phải chịu đựng những hình phạt như thế? Đấy đều là do giả dối vậy. Kinh văn. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai, sắc mục gian ngụy, đồng danh sàm tặc, Bồ Tát kiến trá, như ý xài làng. Việt dịch. Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự giả dối cũng gọi là sàm tặc. Bồ Tát đối với sự gian dối sợ như làng sói. Giảng giải, sàm là nói những điều không thể tin được. Kinh văn. Lục giả cuốn tập giao khi phát ư tương võng, u võng bất chỉ, phi tâm tạo gian, như thị cố hữu, trần thổ thị niệm, quế ô bất tịnh, như trần tùy phong, các vô sở kiến. Việt dịch. Sáu là tập quán lừa gạt dối trá nhau, phát sinh phỉnh gạt nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Như thế nên có bụi đất, phân nước tiểu, các thứ ô uế không sạch, như bụi theo gió không nhìn thấy được. Giảng giải. Sáu là tập quán lừa gạt dối trá nhau, phát sinh phỉnh gạt nhau. Lừa gạt là nói điều không thật, nói giả dối. Dối trá nhau, nói điều giả dối để lừa người khác. Phỉnh gạt nhau, cùng nói dối để lừa nhau. Phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Nếu cứ lừa dối phỉnh gạt mãi, kẻ ấy ắt thành bậc thầy dối trá, bất kể đạo lý. Như thế nên có địa ngục bụi đất, địa ngục phân nước tiểu. Đấy là những địa ngục để dễ các thứ ô uế không sạch, như bụi theo gió không nhìn thấy được. Đó là do nghiệp trường báo ứng, và bụi thì đầy khắp khiến cho con người không nhận ra điều gì. Kinh văn. Nhị tập tương gia, cố hữu một nịch, đảnh trịch phi trị, phiêu luân trừ sự. Việt dịch. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, nhảy, ném, bay, rơi, trôi lăn. Giảng giải. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm. Tập khí dối trá tích tập từ quá khứ đến hiện tại, hình thành các loại địa ngục, nhảy, ném, quăng mình lên cao và lao xuống, bay rơi, ví như tên lửa bay vào không gian và quay trở lại mặt đất, trôi lăn như con thuyền trôi trên biển. Kinh văn. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai, sắc mục khí cuống, đồng danh kiếp sát, Bồ Tát kiến cuống, như tiễn xà hủy. Việt dịch. Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự lừa gạt cùng gọi là cướp giết. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc. Giảng giải. Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự lừa gạt cùng gọi là cướp giết. Khi thấy ai đó gạt gẫm người, họ gọi đó là kẻ cướp giết người. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc, sự dối trá hẳn nhiên chẳng ai muốn gần gũi cả. Kinh văn. Thất giả quán tập giao hiểm, phát hư hàm hận, như thị cố hữu, phi thạch đầu gạch, hạt chữ xà hạng, uống thịnh nàng phát, như quần độc nhân, hoài bão xúc ác. Biệt dịch. Bảy là tập quán thù oán, hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Như thế nên có ném đá, quang gạch, lồng nhốt, xe củi, bình đựng, túi bọc, như người hiềm độc, ôm ấp điều ác.
giảng giải bảy là tập quán thù oán hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Thù oán là lòng căm giận phẫn uất, dễ có những nhận định sai trái. Lòng giận, lòng giữ chặt lấy mối hận, tựa như con chim ngậm lấy thức ăn không chịu buông bỏ, như thế nên có ném đá và cả địa ngục quang gạch. Ở đấy tội nhất phải bị gạch đá ném vào người, hoặc bị đóng trong lồng nhốt, bị giam trong xe cũi, hoặc có kẻ bị nhốt trong bình đựng bên dưới có lửa do bọn quỷ đốt cháy, túi bọc, tất cả các túi lớn đựng con người trong đó, bọn quỷ sẽ xé, sẽ xách túi đập mạnh xuống nghiệp chướng ấy như người hiểm độc ôm ấp điều ác. Họ phải chịu đựng những hình phạt từ ý nghĩa xấu của chính mình. Kinh văn: Nhị tập tương thôn cố hữu đầu trịch ly xúc kích xạ đà toát trừ sự. Việc dịch: Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo, nắm giữ. Giảng giải: Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném quăng, oán hận tích tập từ trong đời sống quá khứ cùng với tập khí oán hận từ đời hiện tại. Cả hai nối kết nhau làm thù hận thêm tăng trưởng và nuốt chửng nhau. Nếu nghiệp lực tập khí của người đó thời quá khứ mạnh, họ sẽ trả quả trong thời quá khứ. Nếu nghiệp trong thời hiện tại mạnh, họ sẽ chịu quả báo trong thời hiện tại. Đấy là ý nghĩa về sự nuốt nhau. Sau đó bọn quỷ sẽ quẳng ném họ đến những nơi phải chịu nhiều đau khổ. Nắm bắt ném xong thì giữ lại, đoạn đánh bắn gieo nắm giữ. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết như này, sắc mục bàn già dành vì hại quỷ, Bồ Tát kiến oán như ẩm chấm tiểu. Việt dịch: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ vi hại. Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. Giảng giải: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ vi hại. Các đức Như Lai xem lòng thù oán phẫn hận như loài quỷ hại người, chính lòng thù hận ấy luôn trở ngại gieo đau khổ và cuối cùng thì giết chết con người. Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. Rượu độc tiếng Trung chấm tiểu là loại độc từ chim chấm lấy cọng lông cánh của nó nhúng vào rượu, uống vào là gan ruột đều đứt đoạn, không sao cứu được. Kinh văn: Bát giả kiến tập giao minh như tát ca gia, kiến giới cấm thủ tả ngộ chư nghiệp, phát ưu vi cự xuất sanh tướng phản, như thị cố hữu vương sử chủ lại chứng chấp văn tịch, như hành lộ nhân lai vãng tương kiến. Việt dịch: Tám là tập quán ác kiến tranh cãi với nhau, như thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tả ngộ phát sinh chống trái nhau, như thế nên có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ như người đi đường qua lại gặp nhau. Giảng giải: Tám là tập quán ác kiến tranh cãi với nhau như thân kiến, đây là loại tập khí mọi người chúng ta đều có. Nếu quý vị có quan điểm ý kiến đúng, mọi người sẽ đồng ý, nhưng nếu có quan điểm sai, quý vị sẽ tạo nên nghiệp xấu. Thân kiến hoặc còn gọi là hữu thân kiến có 5 loại: 1 thân kiến, 2 biên kiến, 3 giới cấm thủ kiến, 4 kiến thủ kiến, 5 tà kiến. 5 loại ác kiến trên tôi đã nói qua trong các phần trước. Đối với kiến thứ nhất, tức thân kiến là chấp thân ta là có thực, chấp tất cả những sở hữu của ta là thực. Biên kiến là chấp nhặt một phía, không theo trung đạo. Sự thiên kiến ấy hoặc chủ trương hư vô hoặc bất diệt. Với những chủ trương hư vô, họ cho rằng chết là hết, không có hồn phách, cũng chẳng có ai tái sinh. Đối với chủ trương bất diệt, họ tin rằng con người vẫn mãi là con người, kiếp này là người, kiếp sau cũng là người, con người không thể tái sinh làm động vật. Thứ ba là giới cấm thủ, không phải nhân mà cho là nhân. Như vài giáo phái ở Ấn Độ, họ giữ giới trâu, giới chó để được sinh lên cõi trời. Thứ tư, kiến thủ kiến, chấp lấy tri kiến thấp kém của mình cho là hơn hết. Đấy đều là những loại tà kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ. Các ác kiến đều trái với chánh pháp, tạo ra tà nghiệp phát sinh chống trái nhau với loại nghiệp như vậy. Con người luôn chống đối kẻ khác, họ cũng chẳng bao giờ bằng lòng với chính mình. Như thế nên có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ. Họ cần được chứng thực và các giấy tờ cần thiết. Những quan điểm ấy như người đi đường qua lại gặp nhau. Kinh văn: Nhị tập tương giao cố hữu khám vấn,
quyền trá khảo tấn suy quốc sát phòng, phi cứu chiếu minh thiện ác đồng tử thủ chức văn bộ từ biện chư sự, việt dịch. Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo khảo tấn, đòi hỏi, gạ xét, tra cứu cho sáng tỏ. Các đồng tử thiện ác tay cầm sổ sách, tranh cãi, giảng giải. Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi. Hai tập khí bao hàm năm loại ác kiến tích tập từ quá khứ giao nhau với tập khí trong đời sống hiện tại. Khám hỏi là hỏi cho ra lẽ, mưu mẹo, người tra hỏi dùng thủ thuật khiến đối phương bị sai lạc. Đây là điều hay xảy ra tại tòa án và cả trong địa ngục. Khảo tấn, sau khi nạn nhân đâm ra lo lắng, người tra hỏi tiếp tục hỏi han dò xét, khiến cho đối phương khai ra mọi sự. Đòi hỏi, nêu rõ ra sự thật bằng cách gạ xét tra cứu cho sáng tỏ. Các đồng tử thiện ác tay cầm sổ sách tranh cãi. Những người hầu trẻ tuổi nơi địa ngục ghi chép các việc thiện ác nơi nhân gian. Khi tội nhân đến, họ sẽ đọc những việc làm của người ấy. Nếu người nào đó cố gắng biện bác tranh cãi, họ sẽ cho xem lại những ghi chép đó. Như vậy mọi tranh cãi đều vô hiệu. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục ác kiến, đồng danh kiến khanh, Bồ Tát kiến trư, hư vọng biến chấp, như nhập độc hát. Việt dịch: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét ác kiến, cũng gọi là kiến khanh. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc. Giảng giải: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét ác kiến, cũng gọi là kiến khanh. Tập khí tà kiến giống như cái hố sâu không đáy, khanh, một khi rơi xuống thì chẳng làm sao lên được. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc, đấy là nơi rất nguy hiểm nên các Bồ Tát đều tránh xa. Kinh văn: Cửu giả cuồng tập giao ra phát hư vù báng, như thị cố hữu hợp sơn hợp thạch, niễn cài cành ma như sàm tặc nhân bước uổng đường thiện. Việt dịch chính là tập quán vù vạ phát sinh sự vù báng, như thế nên có hợp sơn hợp thạch cối nghiền cối xay, ví như kẻ sàm tặc pháp bức vu oan con người lương thiện. Giảng giải: Chính là tập quán vu vạ phát sinh sự vu báng. Vu vạ là gán ghép tội lỗi cho người nào đó để hãm hại họ. Một người thực sự vô tội lại bị vu oan ghép tội thì thực là bất công. Ở đây nói đến hai tập khí vu vạ quá khứ và hiện tại. Nếu trước đó quý vị chưa từng giáng họa cho ai thì hiện tại có thể do nghiệp quý vị sẽ lại tạo thêm nghiệp. Như thế nên có hợp sơn hợp thạch. Đây là địa ngục, các núi nén ép. Những núi này bốn bên là vách đá cao, tội nhân rơi vào đây sẽ bị đá núi nghiền nát. Cối nghiền cũng là một loại địa ngục cùng với cối xay. Nếu một người nói dối và vu khống kẻ vô tội nơi địa ngục này, anh ta sẽ bị cắt lưỡi hoặc mắc vào móc sắt cho con bò kéo đi. Ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan con người lương thiện. Sàm là nói những điều không thật. Kinh văn: Nhị tập tương bài cố hữu áp nại trùy án túc lộc hoành độ chư sự. Việt dịch: Hai tập khí bài xích lẫn nhau nên có các sự áp bức đè đập ép tuốt mình. Giảng giải: Tập khí trong quá khứ lẫn với tập khí đời hiện tại càng làm tăng thêm nghiệp chướng. Tùy theo hành vi bất công nhiều ít nặng nhẹ, người chịu quả báo phải bị hành hình đánh đập, hoặc có khi bọn quỷ bắt người ấy cho vào bao và nghiền ép cho ra máu. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục ván báng, đồng danh giảng hổ Bồ Tát kiến cuồng, như tao phích lịch. Việt dịch: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự vui vạ cũng gọi là sàng hổ. Bồ Tát đối với sự vui vạ như bị sấm sét. Giảng giải: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự vui vạ cũng gọi là sàng hổ. Đấy là loại độc ác hơn hổ bình thường. Bồ Tát đối với sự vui vạ như bị sấm sét. Bồ Tát tu hành để xin giải nhân quả. Các vị ấy thấy sự vui vạ bất công nó nguy hiểm như tiếng sấm sét giữa trời không, nó có thể dễ dàng đánh chết người. Kinh văn: Thập giả tụng tập giao viên phát ư tàng phú, như thị cố hữu giá kiến chiếu trúc, như ư nhật trung bất năng tàng ảnh. Việt dịch: Mười là tập quán thưa kiện cãi vã lẫn nhau phát sinh những che đậy, như thế nên có gương soi đúc chiếu như giữa ban ngày không giấu bóng được. Giảng giải: Thưa kiện là đưa nhau ra tòa phân biện phải trái, bên nào cũng cho mình là phải.
Chẳng hạn như vợ chồng gây gổ, ai cũng cố chấp lý lẽ của mình, rốt cuộc đưa nhau ra tòa kiện tụng ly hôn. Nếu như đôi bên chịu nhường nhịn và thông cảm nhau, ắt sẽ qua đi cơn sóng gió. Như vậy cả hai đều sai, có điều không ai chịu nhận ra sự thật. Phát sinh những che đậy như thế nên có gương soi đúc chiếu. Nếu khi sống ai đó thưa kiện và gây hại cho người khác, khi vào địa ngục mọi tội lỗi của người đó sẽ được phản ảnh trong gương soi, giống như bộ phim chiếu lại mọi hành động tội lỗi của người đó khi sống. Đúc chiếu là ánh sáng soi tỏ mọi nơi, mọi sự việc, nhưng giữa ban ngày không giấu bóng được. Kinh văn: nhị thập tương giao, cố hữu ác hữu, nghiệp kính hỏa châu, phi lộ túc nghiệp, đối nghiệp chưa sự. Việt dịch: hai tập khí phô bày lẫn nhau, nên có ác hữu nghiệp kính hỏa châu, phô bày nghiệp xưa, đối nghiệp các việc. Giảng giải: hai tập khí phô bày lẫn nhau nên có ác hữu, không chỉ bạn bè mà cả những thân nhân, những người xấu ác, nghiệp kính, các tội lỗi trước đó đều hiện ra trong gương. Hỏa châu làm hiện rõ tội ác trong quá khứ, phô bày nghiệp xưa, mọi tội lỗi sai lầm trước đó đều hiện rõ ra, cùng đối nghiệm các sự việc. Sự đối nghiệm xác chứng mọi hành vi người ấy đã làm trong đời sống. Kinh văn: thị cố thập phương nhất thiết Như Lai, sắc mục phúc tạp, đồng danh âm tặc, Bồ Tát quán phúc, như đới cao sơn, phúc ư cự hải. Việt dịch: vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương, nhận xét sự che đậy, cùng gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao, như lội vào biển lớn. Giảng giải: vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương, nhận xét sự che đậy cùng gọi là giặc ngầm. Như những điều đã trình bày, các đức Như Lai xem hành động che đậy khác nào tên giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao, như lội vào biển lớn. Các Bồ Tát luôn tránh mọi sự che đậy, các vị ấy không đến tòa thừa kiện. Ha ha ha, 闻三摩地所。